Mộc sừng, bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm nhận đã ôn bài xong, mến mời bằng tay Sếp Ái Minh. Kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên. Ái Minh kính chào quý anh chị, cảm ơn cô Tuệ Duyên, chị Rạng Đông, chị Nhật Quỳnh. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 202. Na thi ra ga sa mô ác ghi na thi đồ sa sa mô ca li na thi khành tha sa mờ đúc cà na thi sành thi ba rằng su khằng. Na thi ra ga sa mô ác ghi na thi đô sa sa mô ca li na thi khành tha sa ma đúc cà đa thi san ti ba răng su khăn. Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: Na thi ra ga sa mô ác ghi đa thi đô sa sa mô ca lì đa thi khanh tha sa ma đu kha đa thi san ti ba răng su khăn. Na thi ra ga sa mô ác ghi na thi đồ sa sa mô ca li na thi khành tha sa mà đúc gà na thi sành thi ba rằng su khăn. Lửa nào sánh nổi lửa tham, ác nào sánh nổi ác sân hiềm thù, khổ bằng ngũ uẩn có như, lạc nào đổi được vô dư niết bàn. Lửa bằng tham ái có không, ác bằng ác hận rùa long dễ tìm, khổ bằng ngũ uẩn khó tin, lạc bằng tịch diệt tên chim mộc sừng. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, anh Minh đã trả bài, xin kính dâng đức lại đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô Ái Minh và dạ, cảm ơn Trích Trạng Đông, cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và dạ, cảm ơn Vinh cho Nhật Quỳnh bài học. Thầm Hương ơi, Thầm Hương có trước máy không, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh thì đọc BM của Nhật Quỳnh dùm ngang. Dạ, con xin được trả bài pháp cú kinh số. Rồi, đọc với em được nha. Số 202. Natthira gassamo adginatido sasamo kalinatthi khan thasama dukkha natthi santi marang sukhang. Dạ, đạo tràng còn nghe được anh. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Natira gassamo adginatido sasamo kalina thikhan thasama dukkha natisan tibarang sukhang. Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Và đây là bản kiểu ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na thi ra ga sa mô a di na thi đô sa sa mô ca li na thi khan tha sa ma đục kha na thi san ti bà răng su khăn. Na thi ra ga sa mô a di na thi đô sa sa mô ca li na thi khanh tha sa ma đúc kha na si san ti bà răng su khăn.
Lửa nào sanh nổi lửa tham, ác nào sanh nổi ác sân hiềm thù, khổ bằng muốn khó như, lạc nào đổi được vô dư niết bàn. Lửa bằng tham ái có không, ác bằng ác hận rùa long dễ tìm, khổ bằng ngũ ẩn khó tin, lạc bằng tịch diệt xem chim mọc sừng. Dạ, đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, nhược bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh 202. Nhược bình kính cảm ơn Minh Quách Thanh Lá, Xích Rạng Đông, cô tu nữ Tuệ Duyên, Xích Tâm Hương, Cẩm Vân và cô Ái Minh đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ đã đến giờ chúng con học bài mới là câu Pháp Quốc Kinh số 203. Nhược bình kính mời bạn trai của Tâm Phương thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, sa thú kính mời Tâm Phương. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tự Mẫn. Dạ, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử, kính mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương. Chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng thỉnh Pháp Sư. Dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Brahmacalokathipati sahambati katang chali ang thi warang aya chatha sang ti tha sata baraja kajatika de se tu thamang anukam vimang bayam evam saham bati brahma bhagavantang ayachatha tung mi pa quê na tang buddho ka yunne na thi wa sa yang tang ha buddha aya pa de na mi ga da yang ta to ga to pancha wa ya da yo nay ye a mang ba ye si dhamma to ta to ba pu ti sam buddho anunatham madesanang magawasani desesi satang na anthasi thakam tena sathu ayang bante desetu tham madesanang baya bitha bayi saya anukhamba bikata wen. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sang trong nước vinh quang luôn chờ trời lỡ mọc đắng nhờ ánh sáng trổ lành đại tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngâm ngùi khẩn khoản Phật nhâm lời những chân gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộng gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được ném hương vị hữu dư niết bàn
rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ẩn phổ cập, mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ trích rõ ràng, thỉnh ngài thiết pháp nội đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và cô Bích Hà, và kính mời chị Nhật Hình cầm mic để điều hành chương trình ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Tam Phương rất là nhiều. Thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư, dạ Nam Mô Bích Tha, dạ và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Trước khi vào thuyết giảng câu kệ số 203, chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý để đảnh lễ tán dương Đức Tam Bảo ạ. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ thưa quý vị có nghe rõ không ạ? Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Afiwademi Swakato Phagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phagavato Savaka Sangho Sanghang Namasami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính để tán dương ân đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo, đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài đã mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu ba la mật, nhiễu ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, A Tu La, và kính chư phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, mong cho quý vị luôn được sự tấn hóa trong chánh pháp của Đức Phật và sớm chứng đắc được lý tứ thánh đế ngay trong đời sống này. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học câu kệ số 203. Và hôm nay con xin trích nghĩa từ vựng và thuyết giảng câu kệ này. Và cái câu kệ này thì cũng có bốn đoạn, con xin đọc là Chigacchā Parama Rogā Sankhara Parama Dukkha Etang Nyatwa Yatha Phutang Nibbānaṃ Paramaṃ Sukhaṃ. Nghĩa việc là đói là bệnh tối thượng, các hành là khổ tối thượng. Sau khi biết được điều này đúng theo thực thể, Nibbān là sự an lạc tối thượng. Câu này thì thường người ta nghĩ đến sự đói phải không? À. Nhưng mà nó thâm sâu hơn sự đói nhiều lắm thưa quý vị. À.
Ở đây nó là một cái cảm thọ khổ à. Và bất cứ nào có cái thân nhân loại và cái thân sắc pháp của những cái cõi thấp kém thì cái thọ khổ này luôn luôn có mặt và nó phải được điều đình, phải được chữa trị ngay lập tức bởi các cái tứ đại và bù đắp lại cho nó thì nó mới không bị những cái cảm thọ này chi phối. Và cái nghĩa từ vựng của cái câu đầu tiên là Chigaccha Paramaroga, đói là bệnh tối thượng. Chigaccha, từ Chigaccha này nó là một danh từ nữ tánh. Ở đây câu này được chia theo chủ cách số nhiều là các cái sự đói hay là sự đói lạ. Parama thì chúng ta biết được là nó là một cái tính từ nam tánh, chia theo chủ cách trong cái câu kệ này, chia theo chủ cách số nhiều. Cao tột, nghĩa của nó là cao tột hay là cao nhất hay là tối thượng. Còn cái từ roga đó, roga là cái danh từ nam tánh chủ cách số nhiều, chỉ cho các cái bệnh tật, roga các cái bệnh tật. Chúng ta bị ung thư, bị cảm, bị tất cả các loại bệnh, nó 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, nhưng mà bệnh đói thì ngày nào chúng ta cũng phải chữa bệnh hết, bởi vì ngày nào chúng ta cũng phải tiếp tế những cái vật thực vào cái thân sắc uẩn này, nếu không có thì cái sự hụt hẫng của tứ đại và các cái dòng cảm thọ nhất là khổ thọ nó sẽ phát triển. Do vậy mà cái căn bệnh đói là cái căn bệnh mà nó liên quan đến rất nhiều vấn đề, và khi chúng ta thấy được cái sự khổ ở đây chúng ta cũng nhàm chán cái thân sanh tử. Hàng ngày chúng ta có đói không? Trước khi chúng ta ăn cơm, chúng ta có biết được các pháp nó sanh khởi không? Chúng ta quên mất lời Đức Phật dạy, đúng không? Do vậy, giác ngộ ở rất gần nhưng mà nó quá xa đối với chúng ta, phải không? Vì chúng ta quên thực tại hiện giờ. Cũng chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, phải không? Không có gì. Chúng ta đọc cái câu pháp cú nào hay là bất cứ một bài pháp nào mà chúng ta không kéo về được cái đời sống của mình thì kể như là chúng ta không có cái tư cách gì để mà nói rằng tôi là đệ tử của Đức Phật cả. Là xa lắm, là xa thiệt. Cái từ dukkha là chỉ cho các cái sự khổ. Tiếp theo là cái câu là ê tăng giá toa giá tha phu tăng. Sau khi biết được điều này đúng theo cái thực thể của nó, nhá toa, cái căn của nó là căn nha cộng với toa, nó là động từ bất biến. Ê tăng tức là điều này, điều ấy. Còn nhá toa là sau khi biết được, sau khi biết được, sau khi hiểu được, sau khi đã thấy được chúng. Giá tha phu tăng là hai cái hợp, là một cái hợp từ giá tha cộng với phu tăng, phu tá. Nó là một cái trạng từ, ở đây chia theo đối cách số nhiều, là theo cái thực thể đó, như thực là vậy đó, như thực là vậy đó.
Yatha là một cái tràng từ, cái nghĩa của nó là như là có cái mối quan hệ. Phu tá, cái căn của nó là căn phu cộng với tá. Ở đây nó chia theo quá khứ phân từ, nó là phu tá tí, nhưng mà nó chia theo quá khứ phân từ nên nó trở thành phu tá. Cái nghĩa của nó là đã được trở thành. Và cái câu kệ cuối thì chúng ta biết là Nibbanam Paramam Sukham, Niết bàn là an lạc tối thượng. Tại sao Niết bàn này là an lạc tối thượng? Vì Niết bàn không có danh sắc, không có ngũ uẩn. Niết bàn không có duyên sanh mà chỉ có sự tịch tịnh. Do đó mà Niết bàn là sự an lạc tối thượng. Niết ba năng nó là một cái danh từ trung tâm. Cái câu kệ này chia theo chủ cách chỉ cho sự niết bàn. Và được Ngài Thích Minh Châu là dịch là đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn là tối thượng. Đó là bản dịch của Ngài và Thượng Thích Minh Châu ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ hai, nói về cái tích truyện của cái bài kệ này. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ pháp cú này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi mà Ngài ngược ở thành Alawi và đề cập đến một cái người thiện nam. Mà trong suốt cái tam tạng kinh điển á, thì chỉ có một cái người thiện nam này là được Đức Thế Tôn tuyên bố Ngài chờ đợi cái người thiện nam đệ tử đó và Ngài tế độ. Rồi Ngài cũng biết cái người thiện nam đó khi mà đi lùa cái con bò về thì đói mệt, Ngài cũng biết, Ngài kêu những cái người phụ việc ở trong chùa sắp xếp cơm nước xong cho người thiện nam khi nghỉ ngơi ăn cơm xong cho hết đói mệt thì Ngài mới thuyết pháp và người thiện nam mới đắc quả tu được quả. Như vậy cái câu pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại cái thành Alawi đề cập đến một thiện nam. Thì một lần nọ Đức Thế Tôn Ngài ngồi thiền tĩnh tọa trong cái hương thất của Ngài ở Chê Táo Á Ná vào một cái buổi sáng. Khi Ngài quán xét thế gian thì Ngài thấy cái duyên lành của cái người đàn ông nghèo khó và chứng đắc được đạo quả, nên là Ngài ngự đến cái thành Alawi và cùng với là 500 vị tỳ kheo đi chung với Đức Thế Tôn. Và cái dân thành Alawi thì khi Đức Thế Tôn đến thì rất là cung kính và được tin Đức Thế Tôn ngự đến, thì cái người đàn ông nghèo khó này cũng khởi lên cái tâm, cái ý định được nghe pháp, đi nghe pháp. Nhưng mà trong cái ngày đó, cái người đàn ông này chăn bò thì cái con bò của cái người đàn ông này nó xúc chuồng và nó lạc bầy, nó chạy mất. Thì cái người này suy nghĩ ta lên đi kiếm cái con bò hay là đi nghe pháp. Rồi thì tâm của cái vị này quyết định là thôi thì mình hãy đi tìm cái con bò để mang về chuồng, rồi đi nghe pháp để tâm của mình nó mới an được. Thì từ bình minh thì cái người này đã đi ra khỏi nhà và tìm cái con bò của mình. Và cái dân thành Alawi thì đã cung thỉnh chư Tăng và Đức Phật là vị thượng thủ đến nơi những cái chai đường để mà cúng dường đến Đức Thế Tôn và chư Thánh chúng. Và sau khi Ngài thọ thực xong thì họ xin thỉnh bát của Đức Thế Tôn và yêu cầu Ngài phúc chúc. Và Đức Thế Tôn mới liền nói rằng
Ngày hôm nay là cái ngày đặc biệt, chỉ vì một cái người Thiện Lam mà Như Lai vượt khoảng cái đường xa 30 do tuần để đến đây để tiếp độ cái người đàn ông đó. Và hiện thì y đang đi vào trong rừng để kiếm cái con bò bị đi lạc. Và khi nào người đó đến thì Như Lai mới thuyết pháp. Rồi Ngài im lặng. Rồi người đàn ông này mới kiếm được con bò xong thì đưa trở về với đàn bò. Thì lúc này tâm lại tác ý rằng nếu không có duyên chi khác thì ta hãy đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, mặc dù đang đói bụng. Nhưng mà tâm của người Thiện Nam không có ý định trở về nhà, mà lật đật tìm đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn, để kịp gặp Đức Thế Tôn và đứng qua một bên. Thì khi mà chờ người đó đứng im thì Đức Thế Tôn hỏi người phụ lo việc chay tăng rằng cái vật thực của chư tăng còn dư hay không. Thì những cái người đó mới nói rằng còn đủ. Nếu vậy thì các ngươi hãy dọn cơm cho cái người này dùng. Và chúng ta thấy Đức Thế Tôn qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là tâm từ và cái diệu pháp Ngài mang đến bất cứ ai, nếu đã đủ duyên rồi thì như thế nào Đức Phật cũng tế độ. Và sau khi mời cái người đàn ông nghèo ngồi ở nơi mà Đức Thế Tôn chỉ đặt, thì cái người hộ tăng chăm nom khoản đãi cái người đó với cháo, vật thực cúng dường, thượng vị loại cứng loại mềm. Sau khi dùng bữa xong thì cái người đàn ông này xúc miệng. Và khi đó thì cái sự mệt nhọc, cái sự khổ thân cũng mất đi và cái thân trở nên yên tĩnh. Thì tâm của cái người này cũng được tĩnh lặng. Và chăm chú nghe pháp, lời Đức Phật dạy. Thì cuối cùng người đó đắc được tu đồ hoằng quả. Và sau khi Đức Thế Tôn phúc chúc xong thì Ngài đứng dậy ra đi. Thì đại chúng theo sau tiễn đưa Đức Thế Tôn một đoạn đường, rồi người ta quay về với cái chú xứ của mình. Thì chư tăng đi, đang đi với Đức Thế Tôn mới than phiền rằng: này chư hiền, hãy xem việc làm của Đức Thế Tôn đó. Những cái thời khắc thì không có chuyện như vậy, nhưng lần này thì Ngài đã vì một cái người đàn ông nghèo mà lo lắng bảo cái người hộ tăng dâng hộ cháo cơm. Thì Đức Thế Tôn mới quay lại và Ngài hỏi rằng: này các chị chư tỳ kheo, các thầy đang bàn chuyện gì? Thì khi nghe nói như vậy thì Ngài bảo rằng: đúng rồi, phải đó, này các tỳ kheo, sở dĩ mà ta vượt đường dài 30 do tuần mà đến đây vì ta thấy được cái duyên lành của cái người Thiện Nam này. Và ông ta đang đói bụng quá sức vì từ sáng sớm đã thức dậy vào rừng để tìm cái con bò đi lạc, đang khổ vì đói. Dầu có người thuyết pháp, người ấy cũng không thể lãnh hội được pháp. Vì nghĩ như vậy nên ta đã làm như thế. Này các tỳ kheo, không có bịch nào sánh bằng cái bịch đói cả. Nói rồi thì Ngài thuyết lên cái bài kệ rằng: Chigaccha parama roga sankhara parama dukha etang yatwa yathaputan nibbanang paramang sukham. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn là tối thượng. Đó là câu kệ pháp cú này chúng con xin đọc đến quý vị. Con cung kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính. Từ sáng chúng ta thức dậy,
ta lo lắng mọi chuyện, chúng ta phải đi làm vất vả. Vì cái gì thưa quý vị? Vì sự đói. Vì sự đói. Chúng ta muốn kiếm được thật nhiều tiền, nhiều vàng, nhiều của cải, nhiều ruộng nương, nhiều đất đai, cũng chỉ vì chúng ta sợ đói. Và tại sao đói lại là một sự khổ? Vì chúng ta thấy không phải là chỉ có chúng ta đói, và tất cả những người ở trên thế gian này và tất cả những chim muông, muông thú mà đang sống quây quần với chúng ta, tất cả chúng đều sợ đói và bị đói. Ngày nào chúng cũng bị đói. Không phải riêng một người này bị đói, và tất cả chúng sinh đang sinh sống ở cõi người, và cõi súc sinh, còn những cõi ngạ quỷ, địa ngục thì đương nhiên là sự đói khát, sự khổ đau còn khốc liệt hơn như vậy. Nhưng mà chúng ta chưa có con mắt tuệ để thấy được cái điều đó. Chúng ta đọc trong những cái chuyện ngạ quỷ sự thì chúng ta cũng đã biết được rất nhiều. Và thức ăn cho tất cả chúng sinh ở trên đời này thì nó chỉ có một ít ở trên mặt đất. Ở trong cây cối. Và tất cả chúng sinh đều đi kiếm thức ăn để mà diệt trừ cái bệnh đói này, nhưng mà không trừ được, nó chỉ tạm thời thôi, tạm thời. Do vậy từ cái đói này mà chúng sinh tham lam, sân hận, chém giết, tàn khốc với nhau, và thậm chí là ngũ uẩn này chặt đôi ngũ uẩn kia bỏ vào lồi, hoặc là nhai ngấu nghiến như loài rắn, loài chăn, loài cọp, loài báo, chúng nuốt chửng những cái con gà, con lai, con mỡn, kể cả là con người. Vì sự đói. Vì sự đói mà tất cả chúng sinh đều đi tìm tất cả mọi cái vật thực để mà tích trữ. Và loài người chúng ta thì có người đói nhiều, có người đói ít. Còn những cái loài súc sinh thì rất là đói khổ. Và chúng ta biết là cái bệnh đói đó, nó làm cho chúng ta bị lả đi, bị kiệt sức. Và khi mà đói quá thì chúng ta rất là sân hận, hay là rất là tham lam khi mà chúng ta bị đói quá. Thì lúc đó chúng ta sẵn sàng cướp trộm, và chúng ta bất kể
không còn lòng tham lòng quý gì nữa cả. Do vậy cái sự đói là một cái sự thống khổ. Và cũng từ cái sự đói này mà chúng sinh chém giết, ăn thịt, nhai nuốt. Loài người vào những cái thời đói khát khi mà không có những cái vật thực, lúa mùa màng nó bị thất bát, người ta đói, thậm chí người ta mổ bụng lấy những cái gan, cái tim của những cái người, thậm chí là còn hơi ngoi ngót thở, họ sẵn sàng họ lấy ra để mà họ cắt, họ xào, họ nấu, họ ăn, vì nó đói quá à. Và chúng ta để ý ngay như bây giờ cái dịch Rucola của bên Trung Quốc đó, là dân người ta khi mà thấy cái dịch một cái là người ta vào hết những cái siêu thị, người ta mua hết những cái đồ đạc, người ta dự trữ để ở trong nhà của mình. Và nhiều người vì người ta mua hết đồ nên bây giờ nhiều người không chết vì cái dịch Rucola mà chết vì cái thiếu vật thực, đói khổ. Thành thử bây giờ họ lại sinh ra những cái tệ nạn trộm cướp và chém giết lẫn nhau. Cũng vì cái gì vậy thưa quý vị? Sự đói. Sự đói. Và cái sự đói này thì chúng ta luôn luôn phải khi mà có cái thân người, cái thân nhân loại này, và cái thân này nó là tứ đại, và bắt buộc phải trao đổi từ cái tứ đại vào. Nên là Đức Phật dạy cái thức ăn, bốn cái loại thức ăn cho cái danh sắc này là gì? Là đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư liệu thực. Do vậy là cái thức, cái xúc thực, cái đoàn thực này nó tối quan trọng cho một đời sống của nhân loại và súc sinh, nó không thể thiếu được, nó không thể thiếu được, nó bắt buộc. Và ngày nào chúng ta cũng phải trao đổi cho nước vào, cho lửa vào, cho đất vào, cho gió vào, những cái chất như là thuốc men, cơm, áo này kia, thực tế nó cũng chỉ là tứ đại thôi. Và mặc dầu như vậy, mặc dầu nó cho vào thì nó thải ra những cái thứ ô uế hôi thối như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn phải bắt buộc ngày nào cũng phải phải ăn, phải cho những cái vật thực này vào. Nhưng mà chúng ta có bao giờ thấy cái đó là khổ không? Không. Nên khi chúng ta ăn, trước khi ăn chúng ta rất là thích thú. Chúng ta nhìn cái miếng thịt, nhìn cái cục xương là nước miếng của chúng ta, nó rõ rải ra cái tham. Nó đến từ trước đó mà chúng ta không thấy được cái thọ khổ nó nằm ở đằng trước đó. Chúng ta chẳng bao giờ thấy được cái pháp nó nằm ở đằng trước đó. Chúng ta không biết chúng ta ăn vì cái gì. Đa phần chúng ta ăn vì tham chứ không phải ăn vì cái hiểu về khổ mà Đức Phật dạy đây này. Ngày nào mà chúng ta thấy cái thân tứ đại nó khổ lụy như vậy,
và chúng ta phải ăn những cái thứ tử thi của cái con này con kia vào như vậy, và nó lại đói khổ quằn quại như vậy, và chúng ta lại vẫn tham, vẫn thích thú mà không biết được cái cảm thọ nó nằm ở đó. Như vậy cái khổ này thực tế nó là gì? À, cái khổ này nó liên quan đến cái thân, và cái khổ này là cái quả của luân hồi. Và cái cảm thọ này nó liên quan, vừa liên quan đến nghiệp và vừa liên quan đến cái quả của luân hồi. Và ai ai có thân này thì ngày nào chúng ta cũng bị đói hết á. Ngày nào cũng bị đói. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy khổ, phải không? Không có thấy khổ. Không có thấy khổ đâu, có nhàm chán khổ đâu. Thế mà chúng ta lên bàn ăn cái là tử thi bày đầy bàn như vậy, chúng ta thích thú cười, chúng ta ăn uống này kia cảm thấy rất là đã, nhưng mà chúng ta không biết được rằng là cái gì đang ăn và ăn với cái gì. Thực tế là chúng ta đang nuôi những cái cảm thọ chứ không có gì cả. Về cái khổ, cái thọ khổ này thì chúng ta biết rằng thọ khổ thì nó nằm từ trên cái đỉnh đầu và cho tới cái bàn chân của chúng ta. Và cái thọ khổ của cái vật thực á, thì chúng ta phải hiểu rõ nó là cái thọ khổ của cái đói đó. Nó khác với lại cái thọ khổ mà chúng ta bị đánh, bị đập, bị xúc chạm ở bên ngoài. Tại vì sao vậy? Những cái đó chúng ta chữa bằng cái thuốc khác. Còn cái thọ khổ mà bị đói đó, tại sao Đức Phật nói là đói ăn bệnh tối thượng? Tức là cái bệnh này nó phải ăn những cái vật thực vào mới chữa được lành cái căn bệnh này, mà chỉ chữa lành được trong mấy tiếng đồng hồ thôi, nó lại tiếp tục đói tiếp. Nên do vậy mà tư tưởng của chúng ta đó, khi mà cái người thiếu phước thì lúc nào người ta cũng chỉ nghĩ đến cơm, đến cái miếng ăn thôi. Và cái người nào mà nghèo đó thì chúng ta thấy nè, thân thể con mắt của họ giết nè, nó gầy guộc và tâm hồn của họ nó đờ đẫn và nó không có tin ăn được. Nên là cái bệnh đói nó làm tiêu tủy các cái sát, các cái hệ thần kinh, và không có đủ dưỡng chất cho nó thì trí tuệ nó cũng không sanh khởi được. Do vậy Đức Phật dạy cái bệnh đói ăn là cái bệnh, đói là cái bệnh tối thượng. Khi mà đói lên rồi chúng ta không còn làm lục, không còn suy nghĩ gì cả. Lúc đó nó mệt lả và nó lừ cái người của chúng ta đi. Mà chúng ta phải hiểu tất cả chúng sinh trong cuộc sống của chúng ta, thế giới này hàng bao nhiêu tỷ người thì bấy nhiêu người đều mang cái bệnh đói này cả. Mà cái bệnh đói này ngày nào cũng phải chữa trị. Do vậy mà chúng sinh lúc nào cũng dùng mưu kế tính toán để mà tìm cầu những cái thức ăn. Và thực tế là chúng ta biết cái gì đói à, chỉ là một cái cảm thọ thôi, chỉ là một cái cảm thọ khổ. Và cái cảm thọ đói đó thì nó chỉ sanh một điểm nhỏ ở cái thành bao tử, rồi nó lan ra
Khi nào mà chúng ta không rõ được cái thọ khổ này, nó khác, và chúng ta không biết được cái thọ khổ này nó khác với cái thọ khổ khác là như thế nào, và rồi chúng ta cũng không có biết được cái thọ khổ này nó có thể làm duyên cho tâm sân, hay là có thể làm duyên cho tâm tham. Từ thọ khổ nó có thể chuyển thành thọ hỷ, từ thọ khổ nó có thể chuyển thành thọ ưu, và chúng ta sẽ không biết được thọ ưu là khác, nó sinh ở nơi khác, và thọ khổ nó sinh ở nơi khác. Thọ khổ nó sinh ở cái căn khác, và thọ ưu nó sinh ở cái căn khác. Thọ ưu thì nó sinh ở ý căn, chứ thọ khổ thì nó sinh ở thân căn. Và cái thân căn này thì chúng ta biết cái thọ mà nó đói đó, khi mà nó sinh ở cái vùng một điểm ở trong bao tử nhỏ mà chúng ta không có ghi nhận trong đời sống hàng ngày, khi mà nó vừa mới sanh lên này kia chúng ta không biết được, thì tất cả những cái gì, những cái khác làm sao chúng ta biết được? Không biết được, thưa quý vị, không. Pháp nó vẫn sinh khởi trong đời sống hàng ngày, nhưng mà chúng ta rất thiếu hiểu biết về thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Đừng có ai nói rằng là đọc một cái hết 12 duyên sinh là tôi thuộc hết. Thuộc là khác, còn bạn hiểu Pháp là không phải như vậy. Hiểu Pháp đó, vì hiểu từng chi tiết, từ cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đi dọc xuống, xuyên suốt vào cái quá trình trong đời sống hàng ngày, chúng ta mới thấy được giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta phải biết thọ khổ lúc đó nó sanh là chỗ nào. Cái thọ khổ mà nó liên quan đến ăn, liên quan đến vật thực, thì nó không sanh ở ngoài da được. Nó không sanh ở ngoài da, nó không sanh ở chân, ở tay, ở đầu được. Để cho chúng ta biết được rằng cái thân căn này nó bao phủ từ bên ngoài cho tới bên trong, nó liên quan đến những cái thọ khổ này và thọ khổ này. Nên chính vì vậy Đức Phật dạy đói ăn là cái bệnh khổ tối thượng. Đói ăn có thể làm cho chúng ta trở lên sân hận, đói ăn trở làm cho chúng ta trở lên si mê, đói ăn có trở lên chúng ta trở lên tham đắm. Nhưng mà đói ăn cũng để cho chúng ta thấy được cái chân lý của sự khổ. Và cái bệnh đói này thì chúng ta biết rằng là chỉ chữa được tạm thời bằng vật thực thôi. Đức Phật cũng không thể loại bỏ được, Ngài cũng vẫn phải ăn để diệt trừ cái cảm thọ này. Như vậy khổ này, cái cảm thọ khổ này chính là khổ của quả luân hồi, và chúng đi mãi mãi, bất cứ khi nào còn thân sanh tử cho đến ngày vô dư niết bàn, thì cái thọ khổ về đói này nó luôn luôn có mặt trong đời sống hàng ngày, và chúng ta chỉ chữa nó bằng cái cách là cho những cái tứ đại này tứ đại kia hợp với nó vào để nó giảm trừ trong một thời gian ngắn, rồi chúng ta lại phải tiếp tế liên tục những cái vật thực này vào. Và khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là cái đói ăn này nó mới khổ lụy làm sao. Và ăn vào rồi đó thì một chút nữa thì lại thải ra đầy những cái thứ hôi thối, quế trược, và cái bụng của chúng ta lại trống rỗng, và rồi những cái cảm thọ lại bắt đầu sinh lên, và chúng ta thì lúc ăn uống nhai đến không bao giờ để ý đến cái điều đó, và chúng ta cũng không biết mình ăn để làm cái gì. Nhưng mà thực tế rằng là do khổ bắt buộc phải đưa những cái vật thực này vào,
Khi nào chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ có đời sống chánh niệm, ăn uống nhai đến mà Đức Phật dạy là cần phải có chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Và giác ngộ đó chứ đâu Đức Phật. Đức Phật không biểu chúng ta giác ngộ ngoài cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm của mình. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Người nào mà không hiểu được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm ở nơi mình, người đó giác ngộ được cái gì? Xin thưa với quý vị rằng người đó không có giác ngộ được cái gì cả. Người đó có học giáo pháp như thế nào mà không biết về cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày thì sẽ không bao giờ hiểu được các duyên sanh của các pháp và duyên diệt của các pháp. Kinh điển chỉ là một cái bản đồ nhỏ để chỉ cho bạn, nhưng bạn không khéo nắm bắt được những cái bài kinh nào để mà bạn đi sâu vào các căn của mình thì không bao giờ mà chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi được đâu. Và chúng ta biết thọ khổ, chúng ta phải nắm rõ được năm cái loại thọ này. Tức là cái từ đói chúng ta rất dễ hiểu lầm. Khi mà chúng ta phải hiểu, khi chúng ta biết được cái cảm thọ đó, cái pháp đó, thì chúng ta mới thấy được rằng là cái từ đói ăn là cái bệnh tối thượng. Ở đây nói rằng cái thân, cái quả sanh tử, cái cảm thọ này nè. Và chúng ta biết được rằng cái cảm thọ khổ của đói này là nó phải được chữa liên tục hàng ngày, từ lúc ở cho vào trong bụng mẹ cho đến lúc chết. Nên nó phải được nuôi dưỡng. Như vậy chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta mà đi tìm kiếm vật thực cả một đời như vậy thôi là chúng ta thấy là mệt nhoài rồi. Và có ngày nào chúng ta không bị đói không? À, không. Không ngày nào cũng bị đói. Chẳng vì chúng ta tham quá đến sáng, chúng ta ăn trưa, chúng ta ăn chiều, chúng ta ăn liên tục, chúng ta quên mất. Nhưng mà thực tế nó vẫn là những cái cảm thọ đó. Đói là gì? Thực tế nó là cái cảm thọ khổ, nó là quả của nghiệp, và chúng ta phải nắm rất rõ về nó. Và chúng ta thấy ai ai cũng sợ đói, sợ khát. Sợ đói, sợ khát. Đức Phật dạy đói, ăn, bệnh tối thượng. Cái bệnh đói là chữa cả 100 năm mà không khi nào nó hết, nó chỉ qua giai đoạn chừng 2-3 tiếng sau lại tiếp tục, nó quay trở lại. Và cái bệnh này nó lại làm cho chúng ta thích thú trong các món ăn. Trong các cái tìm kiếm vật thực cho nó. Khi nào mà chúng ta thấy được cái sự khổ lụy của nó thì chúng ta mới nhàm chán được cái thân sanh tử này. Và cái con đường nào chỉ có con đường tứ đế thôi. Phải thấy rõ được phiền não lậu hoặc của nó. Do vậy ở trong những cái cảm thọ tham sân si nó luôn luôn có mặt, nó luôn luôn có mặt. Những cái khoảng trống của những cái sắc pháp là tham sân si nó đã len lỏi vào đó rồi. À.
để cho chúng ta thấy rằng chúng ta không vô minh về cái gì cả, chúng ta chỉ vô minh về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng mềm lóng lành, những cái cảm thọ trong đời sống hàng ngày của chúng ta mà thôi. Và những cái thứ này nó luôn luôn vô thường thì chúng ta lại luôn luôn chấp nó là thường. Và chúng ta biết khi một người đói khát, mệt lạ như vậy thì làm sao mà họ nghe pháp được, làm sao mà họ có cái tâm tỉnh táo. Nên chính vì vậy mà Đức Thế Tôn đã thấy và biết rõ với lòng từ, và Ngài thấy được cái người có cái duyên lành đó lên Đức Phật đã khéo cho người lấy cơm và để cho cái vị gia chủ này, và Ngài thuyết pháp lên là vị gia chủ đã đắc được quả Tu Đà Hoàn. Đói ăn bệnh tối thường, và chúng ta biết cái bệnh này là bệnh tất cả chúng sinh vì cái bệnh này, chứ không phải là riêng một mình chúng ta. Nên là chúng ta thấy pháp không có tôi ta ở đây cả, các pháp tánh là như vậy, hễ mà có thân năm uẩn, nhân loại, súc sinh, ngạ quỷ, những cái sắc mà nó thô như vậy thì nó luôn luôn chứa cái sự khổ, cái bệnh đói, bệnh khác. Và để thấy, để chúng ta, khi mà chúng ta hiểu rõ được những cái khổ như vậy thì khi chúng ta ăn, chúng ta có tham không? Khi chúng ta ăn, chúng ta không có si. Khi mà chúng ta ăn, chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta biết được ăn với mục đích sức khỏe để chữa cái bệnh đói, chứ không phải thích cái món này hay thích cái món kia để tìm cầu, để đòi hỏi. Các hành khổ tối thường, những cái lúc mà chúng ta cảm giác khổ như vậy, các cái hành của chúng ta, những cái tham sân si, nó có thúc đẩy thân khẩu ý của chúng ta sân hận, bực bội, khó chịu hay là hoan hỷ thích thú để mà đạt được những cái miếng ăn đó không? Lúc đó cái lòng tàm, lòng quý nó đi đâu mất rồi? Các hành ở đây thì chúng ta biết là thân hành, khẩu hành, ý hành và nghiệp tái sinh. Hằng ngày chúng ta có thấy rằng là ngày nào cũng chỉ là vô lượng những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm, rồi những cái màu, cái mùi, cái vị, cái dưỡng chất, cái cứng mềm, nóng lạnh,
nó sinh khởi cùng với những cái tâm kinh nghiệm của nó cứ mất đi liên tục, rồi nó lại hiện ra, rồi lại mất đi, lại hiện ra, lại mất đi, lại hiện ra. Nó trống rỗng, nó giống không, nó vô ngã. Nó không phải là đàn ông, đàn bà gì cả. Mà chúng ta cứ chấp đây là người này, đây là tôi, đây là ta. Rồi chúng ta dựng lên những cái câu chuyện. Rồi tâm của chúng ta luôn luôn suy nghĩ về dục tầm, sân tầm, hại tầm. Chúng ta có thấy khổ không? Mà chúng ta không thể kiểm soát được. Chúng ta tưởng rằng khổ ở đâu á? Cái thấy bây giờ không phải khổ á? Mình không muốn cái đối tượng đó, nhưng mà đối tượng đó nó lại xuất hiện bởi cái thấy. Mình không muốn muốn nghe âm thanh đó thì âm thanh nó lại xuất hiện với cái nghe đó. Mình không có muốn cái mùi đó thì cái mùi đó sẽ xuất hiện với cái ngửi mùi đó. Có ai chọn lựa được các pháp được không? Không. Chúng ta có xua đuổi được tham sân si không? Không. Có duyên cho chúng sinh thì chúng sinh lên, chẳng ai làm gì được chúng cả. Nhưng mà chúng ta tu tập thì, ôi tôi tu tập, tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia. Tôi tu tập để kiếp sau tôi giải thoát. Chẳng có ai giải thoát để mà kiếp sau tôi giải thoát cả đâu. Chỉ có trí tuệ là pháp chúng diệt tận vô minh thôi. Không có tu tập ở đây hết. Cái thấy thì nó vẫn chỉ thấy, cái nghe vẫn chỉ nghe. Cái thấy nó chẳng thể chọn được cái đối tượng thị giác cho nó. Cái nghe nó cũng thể chẳng thể chọn được cái âm thanh cho nó. Cái ngửi nó cũng chẳng thể chọn được mùi cho nó. Cái vị, cái nếm nó cũng chẳng thể chọn được vị cho nó. Cái xúc chạm cứng mềm nó cũng chẳng thể chọn được cái cứng mềm nóng lạnh như thế này như thế kia cho nó. Nhưng mà cái cứng mềm nóng lạnh nào thì nó cũng chỉ là cứng mềm nóng lạnh. Cái cảm thọ khổ, nó cảm thọ khổ như thế nào nó cũng chỉ là cảm thọ khổ. Và nó cũng chỉ sanh ở cái lôi căn môn của nó và nó diệt đi mà thôi. Chúng ta có thấy được thế giới riêng biệt của nó không? Nếu như chúng ta thấy được thế giới riêng biệt của các pháp, thì chúng ta còn chấp là tôi, là ta, là của tôi, là đàn bà, đàn ông nữa không? Cái cứng là đàn bà hay đàn ông? Cái thân thức là đàn bà hay đàn ông? Cái cảm thọ khổ là đàn bà hay đàn ông? Không. Liệu rằng cái thấy nó có cảm thọ khổ được không? Cái nghe có cảm thọ khổ được không? Cái tâm sân có cảm thọ khổ được không? Không thể được. Không thể được. Pháp chúng chỉ sinh bởi cái duyên riêng và thế giới đặc biệt của chúng. Cái nghe chẳng bao giờ biết được cái thấy. Cái thấy chẳng bao giờ biết được cái nghe. Dầu là muôn tỷ năm, cái thấy cũng không bao giờ sanh chung với cái nghe, dầu là một lần duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi. Cái thấy phải diệt đi, cái nghe mới sanh khởi. Cái cảm thọ khổ phải diệt đi mới có cảm thọ u sanh khởi. Cái cảm thọ u phải diệt đi mới có cảm thọ hỷ sinh khởi. Lúc cảm thọ u sinh lên thì không phải là cảm thọ hỷ. Lúc cảm thọ u diệt đi thì không phải là lúc cảm thọ hỷ diệt đi.
Vì sao nó diệt như vậy? Vì các hành là vô thường. Tại sao các hành này vô thường? Vì xúc là vô thường nên các hành là vô thường. Mà xúc thì nó cũng vô thường bởi vì duyên lục nhập, duyên sáu thức. Như vậy các hành luôn luôn là khổ tối thượng. Vì sao vậy? Vì nó phải hệ lụy bởi cái duyên sanh trước đó của nó. Đó là duyên xúc. Mà xúc nó lại cũng bởi cái duyên sanh trước nó nữa. Nên vậy là cái hành nào là của tôi? Và chúng ta thấy đời sống này chỉ có cái sinh và diệt. Ngay kể cả là cái tâm tử thì cũng phải sinh lên vậy, chứ không phải là tâm tử rồi không có duyên sinh cho nó. Như vậy thì hàng ngày những cái thấy, cái nghe, những cái cảm thọ nó sinh và diệt đó, có ai khóc, có ai hiểu, có ai thấy chúng là vô thường không? Chúng là vô ngã, có ai xả ly được không? Tại sao chúng ta lại sợ chết đến mức độ như vậy? Cái xác la chết nó cũng giống như là cái xác la thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta thôi. Vì nó cũng sinh lên và diệt. Và nó chỉ khác ở thời điểm thôi. Và có ai làm gì được không? Không. Không có ai làm gì được các pháp cả. Nên là các hành là khổ tối thượng. Vì sao chúng khổ? Vì chúng luôn luôn thay đổi, vô thường. Vì chúng là hữu vi. Vì chúng phải lương vào duyên sinh. Hàng ngày chúng ta có thấy không? Hết cái thấy, rồi lại cái nghe, rồi lại suy nghĩ, rồi lại xúc chạm, rồi lại nhai lên, rồi lại cái cảm thọ khổ, rồi lại thay đổi cảm thọ hỷ, rồi suy nghĩ về tham, suy nghĩ về sân. Các cái hành liên tục xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta thì luôn luôn tôi suy nghĩ như thế này, tôi suy nghĩ như thế kia. Nhưng mà chúng ta có thực sự thấy được hành quẩn sanh lên và diệt liên tục và không có sự kiểm soát nào không? Đừng bao giờ bỏ qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống hàng ngày. Ở đó, người nào mà không giảng dạy diệu pháp, không thường xuyên nhắc tới những cái này, thì không bao giờ tỏ ngộ được lý tứ thánh đế, tỏ ngộ được duyên sanh các pháp, và tỏ ngộ được cái con đường để tận diệt mọi cái lậu hoặc này. Có phải là bất cứ khoảnh khắc nào cũng chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp và chẳng có ai cả không? Nhưng mà chúng ta luôn luôn nghĩ về con người này, con người kia. Khi chúng ta tụ hội với nhau, chúng ta quên mất đây cũng chỉ là sắc, đây cũng chỉ là thọ tưởng hành,
Đây cũng chỉ là tâm và tâm xó. Vi diệu pháp nó nằm ở ngay đây nè. Khi chúng ta xúc chạm với cơm cũng là vi diệu pháp, uống nước cũng là vi diệu pháp, hút thuốc cũng là vi diệu pháp, mặc y cũng là vi diệu pháp. Và đó đều có cứng mềm, nóng lạnh, đều có tứ đại. Ở đó cũng tham sân si. Thực tế chúng ta tham sân si với đất nước lửa gió, với màu mùi vị dưỡng chất, chứ chẳng có tham sân si với ai cả. Không có con người nào ở đây cả. Cái gì là con người? Nóng là con người, lạnh là con người hay sao? Hay là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy là con người? Không, không có, không có ai ở đây. Chỉ có các sách và đối tượng kinh nghiệm chúng mà thôi. Và chỉ có sáu thế giới sanh khởi và hoại diệt liên tục, không có cái gì ở trong đó cả. Trong cái thấy không có con người, không có sắc pháp. Trong cái thấy chỉ có duy nhất cái thấy. Cái thấy rất là đơn thuần. Cái thấy là gì? Là rõ biết đối tượng thị giác, chấm hết. Trong cái nghe chỉ có cái nghe là chỉ rõ biết cái âm thanh. Và âm thanh thì là đi đường của âm thanh. Cái nghe thì vẫn là diệt theo cái nghe. Cái nghe không đi đến âm thanh để diệt. Âm thanh cũng không đi đến cái nghe để diệt. Chúng chỉ do xúc và mỗi đứa đều đi một hướng riêng. Do đó mà trong cái thế giới này chúng ta chưa từng gặp ai và chúng ta chưa từng sống với ai, mà chỉ có khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi suy nghĩ, rồi sanh, rồi diệt, rồi lại tiếp tục như vậy, ngày nào cũng như ngày đó. Người nào hiểu như vậy mới gọi là độc cư. Độc cư là gì? Là thấy là độc cư, nghe là độc cư, nếm là độc cư, ngửi là độc cư, cảm thọ là độc cư. Khi tất cả cái thế giới ngoài kia vui, cảm thọ của bạn buồn, đó là độc cư. Và tất cả cái thế giới ngoài kia đang vui mà bạn cũng đang vui, thì bạn cũng chỉ vui với cái cảm thọ riêng của bạn mà thôi, đó là độc cư. Cái cảm thọ của bạn là độc cư lúc đó. Lúc đó không có đông người, mà lúc đó là cái cảm thọ bạn quên mất, là nhiều người làm cho bạn vui mà bạn quên mất là cái cảm thọ này đó đang sanh khởi một mình, riêng nó sanh lên ở nơi đó. Có thấy được điều đó không? Khi nào chúng ta hiểu các pháp rất là rõ như vậy thì chúng ta mới thấy được Đức Phật dạy. Về các cái bài pháp Đức Phật nói đến cái gì này, chúng ta sẽ hiểu ngay lời Đức Phật dạy. Và chúng ta hiểu sâu sắc tại sao Đức Phật này nói là đói ăn bệnh tối thường. Chúng ta khi mà chúng ta hiểu được cái cảm thọ của nó, và hiểu được khi mà lúc đói, và từ cái đói đó các cái hành quẩn đó, các cái ý hành đó, nó biết được những cái cảm thọ khổ này, lúc đó nó giãy giụa, nó la, nó hét, nó chửi, nó bới như thế nào. Hay là lúc đó nó tham, khi mà có thức ăn đến vừa kịp lúc nó đói như vậy, lúc đó từ cái trạng thái thọ khổ này, cái tâm hành này nó bắt được và nó thấy cái mồi đó, bắt đầu nó từ cái khổ mà nó chuyển qua cái tham ái như thế nào. Khi mà chúng ta thấy được các cái hành thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ về các pháp. Đói ăn bệnh tối thường, các hành khổ tối thường. Chúng ta thử suy xét xem là có cái hành nào không khổ không? À, không có cái hành nào không khổ cả.
Hành thì chúng nương tựa những cái suy nghĩ liên tục làm cho tâm của chúng ta rất là ồn ào. Các hành khổ tối thượng hiểu như thực là vậy. Chúng ta không muốn có tham, nhưng mà tham nó vẫn có mặt, vẫn hiện hữu, vẫn chi phối. Chúng ta đi tu rồi chúng ta đâu có muốn có tham, phải không? Cái người mà đi tu mà không muốn có tham là cái người đó tham nhiều lắm. Đức Phật dạy chúng ta là hiểu khi tham nó có mặt, chứ không phải là chúng ta đi tu để chối bỏ tham hay là chạy theo tham. Mà Đức Phật dạy là khi tâm có tham thì phải chánh niệm hiểu được tâm tham. Hiểu được tâm tham để làm gì? Để biết tham này là pháp, là duyên sanh, là vô ngã. Từ đó chúng ta không có chấp thủ. Khi mà chúng ta không chấp thủ tham của mình thì chúng ta cũng thương cái tham của người khác, vì chúng ta không thấy cái người kia là tham mà tham nó chi phối cái người đó, làm cho người đó khổ, nên chúng ta mới có cái tình thương được. Chúng ta không hiểu tham thì chúng ta thương ai được bây giờ? Chúng ta phải hiểu tham nó chi phối tất cả chúng sanh, và tất cả chúng sanh đang ngày đêm làm việc cho ông chủ tham. Từ cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày, chúng ta đang làm việc cho ông chủ lớn, ông chủ rất lớn. Mà chính cái hành này nè làm cho chúng ta đau khổ. Nên Đức Phật dạy chúng ta tất cả những cái pháp quán đó để thấy rõ các pháp do duyên sinh, để không có chấp vào bất cứ ở trên đời. Thì khi mà mình thấy như vậy đó thì những cái người kia bị tham chi phối, mình biết đang bị tham chi phối, chứ mình không có thấy cái người này là tại sao cái người này lại tham như vậy. Hai cái hiểu, do không hiểu nên là tà kiến nó cứ đi vào, nó lương vào, nên là chúng ta càng tu tập thì nó càng đi sai đường. Và Đức Phật dạy chúng ta thấy, chúng ta suy xét thử xem tất cả mọi hành, hành nào cũng là khổ hết. Hành nào cũng là khổ. Và trí tuệ của chúng ta nó vừa chớp lên được một sát la nó lại mất đi. Chúng ta lại hụt hẫng trong vô minh, rồi trong sầu lụy. Lâu lâu rồi cái trí tuệ nó lại nhói lên một cái, rồi vô minh nó lại ập đến. Và chúng ta cứ lúi tiếc, cứ đi tìm, đó cũng lại là một ý niệm về ngã, cũng lại là một hành quẩn nữa. Chúng cứ thay đổi liên tục, chính vì chúng lương vào những cái hành quẩn này, những cái tà kiến này, làm cho chúng ta không nhận diện rõ được các cái pháp này. Các cái hành là khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy. Hiểu như thực là vậy. Hằng ngày chúng ta thấy chúng ta không muốn được cái gì cả, chúng ta đang vui như vậy, chút nữa đùng tự nhiên á, ở đâu cái chúng ta lại phải thấy nghe ngửi những cái điều khó chịu, sân hận, bực bội. Mà mình tu rồi chứ, mình chỉ mong làm sao bình an tốt đẹp, có tâm từ thật nhiều đối với chúng sinh. Tâm của chúng ta nó khôn khéo như vậy, nó lường gạt, nó láo cá, nó tà kiến,
có ai đâu để mà thương ghét gì. Nó đi tu mà chỉ muốn mình tốt thôi. Người nào đi tu mà muốn mình tốt là có vấn đề. Người hiểu giáo pháp của Đức Phật là phải hiểu tất cả pháp như chúng nào. Tham cũng chỉ giống như là sân, sân cũng chỉ giống như là trí tuệ. Bởi vì pháp này nó có duyên ngày sanh, nó duyên ngày diệt. Pháp này thì nó do duyên ngày sanh, do duyên ngày diệt. Làm sao mà bạn phải, làm sao bạn lựa chọn các pháp? Không thể. Đức Phật chỉ dạy chúng ta cái hiểu về các pháp để xả ly, chứ không phải để chúng ta chọn lựa ở đây. Làm sao mà chọn lựa được cái gì trên đời này? Không có. Hiểu được các pháp thì có, chứ chọn lựa là không được. Và bất cứ cái gì mà chúng ta đi chật cái con đường, chúng ta không bắt đầu từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống hàng ngày thật là rõ nghĩa, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu lý tứ thánh đế, và cũng không bao giờ hiểu được ngũ uẩn, và cũng không bao giờ hiểu được duyên sinh, và cũng không thể có cách nào để chấm dứt được. Như vậy chúng ta thấy những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, cái đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi, vị, nó đến liên tục trong đời sống hàng ngày. Nó nói cái quả của nghiệp, và sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này là rất nhiều tham sân ý niệm về ngã, si mê. Lúc đó chúng ta sẽ thấy nhân của nó, thấy phiền não của nó, và thấy cái lậu hoặc ở bên trong của nó là như thế nào. Thì chúng ta phải thấy như vậy, thì sau đó là những cái hành quẩn này. Có phải là do hai pháp là nhãn căn và đối tượng thị giác làm cho nhãn thức sanh khởi không? Có phải là ba pháp là nhãn thức, nhãn căn và đối tượng thị giác làm cho nhãn xúc sanh khởi không? Có phải từ nhãn xúc này sinh ra ba pháp không? Là nhãn xúc sinh ra nhãn thọ, nhãn xúc sinh ra nhãn hành, nhãn xúc sinh ra nhãn tưởng không? Và từ ý căn này biết các cái thọ tưởng hành này mà sinh ra ý xúc không? Nếu như mà chúng ta không hiểu về những cái đối tượng thị giác này, những cái duyên sanh này, chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được. Mặc dầu chúng ta đọc trong kinh điển, nhưng mà cái sự thật nó lại nằm ở đây. Và phiền não nó trú ngụ ở đây, chứ nó không trú ngụ ở trong kinh điển. Phiền não nó trú ngụ ở nơi tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Và nếu mà chúng ta biết rõ được đối tượng này, không có nơi trú ngụ được nữa, bởi vì ngay từ đầu ý niệm về ngã đã được đặt xuống, thì phiền não không có cách nào có thể len lỏi vào được. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta tại sao phải thu thúc lục căn, phải chánh niệm là như vậy. Vì cái mối đầu tiên của chúng ta tức là lục nhập. Không có nhập làm xúc. Nhưng mà để hiểu được cái thấy, cái nghe, cái ngửi trong đời sống hàng ngày á, mất vài triệu kiếp sống, chứ đừng có nghĩ rằng là ôi tôi biết, biết là khác, hiểu được rõ nó là khác, khác xa lắm. Phải đầy đủ ba la mật, phải đầy đủ tính tấn niệm định tuệ mới thấy được các căn ngôn này. Chứ đừng có nghĩ rằng là ôi tôi học giáo pháp Đức Phật tôi biết về nó. Biết là khác thưa quý vị. Còn để mà trí tuệ, tuệ giác nó sanh khởi được là cả một cái quá trình mà chúng ta phải liên tục bồi bổ cái sự hiểu biết về các căn môn này. Ngoài bồi bổ về các căn môn này thì không có cái con đường nào cả. Không có con đường. Quý vị thì để ý anh nghiệp có con đường nào không? Không có đâu. Ồ, thời pháp bên đây cũng dài quá rồi. Và Đức Phật dạy qua cái bài kệ này thì con nói với quý vị là đói ác hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy.
là tối thượng. Như vậy là chỉ có xả ly và với con đường quán xét trơn chấm, thấy rõ được năm uẩn này là vô thường, là hữu vi, là duyên sinh, và đoạn diệt tất cả những cái lậu hoặc phiền não ly tham, thì mới đạt đến cái chỗ mà an tịnh niết bàn vô sanh. Thì Đức Phật dạy chỉ có niết bàn, chỉ có lý tứ thánh đế, tập diệt những cái lậu hoặc này đạt đến niết bàn thì mới có sự an lạc tối thượng thôi. Chứ còn ngày nào mà chúng ta còn ra vào trong sanh tử, còn thích thú thái với những cái món ăn, với những cái cảm thọ này, thì chúng ta còn khổ đau. Chúng ta còn ngày nào mà chúng ta không thấy những cái hành quẩn này là khổ đau, là vô thường, là biến hoại, là duyên sinh, thì chúng ta không thể đạt tới cái sự cứu cánh niết bàn được. Thời pháp đến đây cũng vừa phải đẻ rồi. Phước báo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càng Thất Bà xuất sinh là nguyện phi nhân A Tu La Diên Chúa, và kính chi phước đạt thầy đến tất cả đạo Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ sa thú lành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ con không biết thượng tọa Minh Hạnh còn trước máy không? Dạ nếu thượng tọa Minh Hạnh còn trước máy, con xin thay mặt đạo tràng cũng thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng. Dạ con kính dâng bích đến sư. Ông tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bài đề và ta sắp bằng bút đà nữ phá vệ nữ sá nà sá thị và quân chú tê. Ông tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bài đề và ta sắp bằng hàm mà nữ phá vệ nữ sá nà sá thị và quân chú tê. Ông tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bài đề và ta sắp bằng sáng khá nữ phá vệ nữ sá nà sá thị và quân chú tê. Tất cả phước báo hằng con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi phúc chúc cả đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều dũng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững dài lâu. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, tất cả chư thiên Chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm pháp quốc kinh chuyên, nhất là xung quanh chùa Vũ Đức và chư thiên xung quanh chùa của sư Tệ Nhẫn đang ngự, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm pháp quốc kinh chuyên đề, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp sinh nam bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loại, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả.
thấy đang buồn nhang đi bàn sa bát cho dầu hồ túc y đang buồn nhang đi bàn sa bát cho dầu hồ túc y đang buồn nhang đi bàn sa bát cho dầu hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 17:30 giờ Việt Nam. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhược bình kính cảm ơn đạo tràng và con xin phép được khép cửa rung. Dạ, tại vì trễ quá nên con hồi hướng nhân tắc kính mong đạo tràng hãy cho con. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ.